Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là thầy EZ đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới. Tựa game này mang tên là PewDiePie YouTuber Simulator anh em ạ. Phiên bản này đã được mình mod full vàng vô hạn tiền. Thì nó cập nhật ở trên modgame2.com ha. Thì chuyện cài thôi, cài và chơi thôi. Không có quá nhiều thứ để mà khó khăn cài đặt cả. Rất là dễ thôi anh em ạ. Và thì cho cùng vào xem PewDiePie thì là một YouTuber về rất là nhiều lĩnh vực, nhưng mà anh chơi game nhiều và là YouTuber mà có nhiều cái lượng subscribe nhiều nhất thế giới anh em. Quá nổi tiếng PewDiePie. Đây là một tựa game về nói về cái người YouTuber đấy, để những cái sáng tạo nội dung này. Có cả con Chomper bên Plan này. Ok, chúng ta sẽ phát triển thành một PewDiePie. Như kiểu là chúng ta sẽ hướng dẫn như một người mới tập làm YouTube ấy anh em. Nó là kiểu đấy. Cái gì? Đi mua camera. Để đâu nhỉ? Đâu đẹp anh em. Được anh em ạ. Quả camera đây nhìn trông được anh em ạ. Camera là nghe phải đặt trên cái máy tính thì đúng hơn anh em ạ. Chúng ta sẽ tạo video anh em nhá. Về các chủ đề à. Trend ạ. Chúng ta tìm hiểu cái trend anh em. Trending. Mình sẽ làm một cái clip về gì ấy. Beer Simulator. Chúng ta sẽ remix. Ok, sẽ sản xuất cái video mà tên là Beer Simulator anh em ạ. Rồi anh em. Unbox cái hộp level 1 rồi. Sẽ có cái gì không? Cái hộp này để đó. Để đây nhá. Mất khoảng 30 giây để chúng ta phải unlock. Lâu quá. Đấy, tiền ra mắc tiền này anh em. Có cái gì đó mới này. Shipping này, finish này. Có gì đấy? À, lại một cái hòm đấy anh em. Nhìn có phòng live stream của chúng ta nhìn trông xấu quá. Làm sao mà unbox được nhỉ? Không rõ là lắm là sao unbox được. Cái này thì mình không thể nâng cấp được cái nâng cấp cái của View Boost Mastering. Ui, Special FX. Kinh thế. Cái não chưa hoàn toàn có thể thật nâng được anh em ạ. Streaming này, cái não streaming này. Rồi chúng ta sẽ thêm một vài thiết bị ạ. Thêm cái phần quà. Chúng ta publish một cái duck video. Chúng ta sẽ set cái tên của channel anh em ạ. Rồi. Set kênh channel thành EZ Game. Switch play. Nó bắt mình đăng nhập à? Về phiên bản mốt đây nó không cho mình đăng nhập anh em, chắc chắn rồi. Còn update dữ liệu thì đến bao giờ nhỉ? Update dữ liệu thì đến bao giờ đây? Lâu lắm đây. We've hosted many celebrations since the launch of this most relevant of games. Rồi anh em, trang trí lại cái phòng ạ. Được phết, nhìn PewDiePie một cười à. Trang trí phòng là gì? Tiền đầy. Gì đấy? Daily token. Đây. Ui, nhiều thứ lắm anh em.
Quá nhiều thứ để mà chúng ta phải mua được. Đầu tiên là lắp cái cửa sổ. Mình nghĩ là chưa cần đâu. Một số cái bị khóa. À, thay đổi được cả màu da. À, nhìn trong 250 này là cái đắt tiền nhất anh em. Đó là gì? Cái gì? Sao con đại bàng xuất hiện này? Đấy, con đại bàng xuất hiện trên trời à? Hơ hơ. Cái gì này? Có thêm mắt à? Tôi có thêm mắt xem anh em. Mình nghĩ mình cần phải trang trí lại với cái này. Quần áo, đeo kính, sàn này. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần bộ máy tính mới anh ạ. 200 đô, 80 đô, 250 đô. Ủa, 350 đô, 400 đô. Mình nghĩ là mình sẽ chơi quả. Mình thích màn hình cong, mà mình thích cái này. Ui, tốc độ cải thiện nhanh đấy. Máy tính à, ghế à, chúng ta sẽ cần một ghế mới. Ghế 120 đô đang giảm giá. 399 đô. Ghế gaming rồi. Ôi, nhìn trông xịn thế nhỉ, đồ đạc. Có làm quả bàn anh em ạ. Mình nghĩ làm quả bàn này. Làm quả bàn xịn này. Bàn nó đều quá, 400. 400 là bể cá cảnh à. Vũ trụ à, bể con sứa à. Được anh em ạ. Ôi. Đúng là đại gia khác thì cái bộ ủa cái này là cái hầm cái kia là cái quan tài. Vãi đạn luôn, cho có trang trí tường được không? Mình nghĩ mình nên trang trí là cái tường anh em. Cái gì ấy? Gaming ạ, gaming gear. 250 cho nó hợp với cái bộ của mình. Phải lòi. Oh nice. Nice. Trang trí tường. Cái gì ấy? Cái này là cái tường này. Chưa lên level nên tôi cũng chưa làm gì được anh em. Cái tường đang là một cái vấn đề khá lớn. Cái sàn nhà thì mình cũng không thay đổi được. Cái này thay đổi nè. 58 à. Mình thích cái con chó nháy mắt này nhìn trông đẹp này. Chiều tượng quá nhỉ. Đây, con chó đây. Ok anh em. Cái tường thì mình chưa thể thay đổi thôi. Mà nhìn cái thằng này nó hơi bị phế vật đấy. Mình nghĩ mình thay đổi tóc tai quần áo các kiểu. Rồi, áo quần loại áo xịn nhất có thể. 300 bộ nào đẹp nhỉ? Siêu nhân à? Mình cứ thích cái bộ quần áo siêu nhân này. À không phải cái bộ này, bộ áo len à? Áo len ạ. À. Quả tóc nhìn trông chất đây. Tóc nhìn trông không đỡ được luôn. Ủa. Đây mặt của PewDiePie à? Vậy chơi mà ông bật khẩu khủng long rồi cho nó chất. Ôi ôi. Thu hút dã man. Được thế. Có kính không? Kính không cần anh em. Cái này cái mắt à? Ghế gaming, bàn phím, chuột các kiểu cái gì ấy. Welcome to the new moods. Can moods are pretty. 175. Nhìn màu kinh quá. Không chịu được. Rồi, mình chắc là phải đi sản xuất nội dung anh em ạ. Nâng cấp não để stream xịn hơn. Rồi, mình biết chơi game này rồi. Chẳng mấy chốc mình sẽ thành YouTuber nổi tiếng anh em ạ, Thánh Ezzy. Có quả đầu như khủng long mẹ ơi, chất chơi người rơi thật sự luôn. Mình có thể tạo thêm những cái video chất lượng. Thế còn mắc não anh em ạ. Rồi. Nhiều lắm. Viewer cộng nè. Cộng hết rồi. View S cộng. Ok.
tức là nói chuyện hài hước các kiểu đây. Ca nhạc, động vật. Các lĩnh vực rồi mình sẽ rất là nhiều anh em ạ. Rồi, sẽ sản xuất make video 57 giây, nghe đi anh em. Recording. Đang edit. Tốc độ sẽ nhanh hơn anh em. Tốc độ edit video sẽ siêu nhanh. Boost nhân 2 luôn. Ôi trời. Tôi phải xem quảng cáo à. Ok, đợi rồi. Rồi. Chương trình đã xong rồi. Ui, tăng lên thêm khoảng 25 người đấy anh em ạ. Cho tăng tạo video rất nhanh. Comedy School. Skill trang điểm à. Đấy, số lượt người theo dõi, số mắt theo dõi đang tăng lên rất là nhiều anh em. Meme event, network room event. I love what every home. It's a theme that I look forward with any. Cái gì vậy? Report. Scary crowd. Don't just there. To be fair, I know you can. Block. Hey. Chúng ta đang các cái nội dung của chúng ta đang làm rất là nhiều người xem anh ạ. Tăng số lượng xem tăng từng giờ luôn. Người theo dõi rồi. Kinh phết nhỉ. Làm về game 59 giây. Làm về động vật. Rồi thì chúng ta nhìn chất phết anh ạ. Rồi, mỗi level 1, không bao giờ lên level. Rồi thì chúng ta skill nhé, xin chào lại anh em nhé, bye bye. Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể khám phá được.